3 này. Giải quần vợt phong trào toàn quốc cúp VTV8 2024 chính thức khởi tranh, một trong những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn quần vợt Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. Giải được tổ chức bởi kênh truyền hình quốc gia VTV8, Liên đoàn quần vợt Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng sẽ được diễn ra tại Đà Nẵng, thành phố biển sạch đẹp, đáng sống, nằm trong top 10 điểm du lịch nổi tiếng đẹp nhất Việt Nam. Những trận cầu kịch tính, hấp dẫn, bùng nổ với những màn so tài đỉnh cao. Giải quần vợt phong trào toàn quốc cúp VTV8 2024, điểm hẹn của hàng trăm tay vợt đến từ nhiều tỉnh thành ngành trong cả nước thi đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Chương trình khai mạc, bế mạc và một số trận đấu quan trọng sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và livestream trên các hạ tần số của VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam. Thời hạn đăng ký trước ngày 22 tháng 3 năm 2024. Thông tin liên hệ Liên đoàn quần vợt Việt Nam theo số điện thoại trên màn hình. Hãy cùng hòa nhịp với những đam mê quần vợt. Hãy đăng ký ngay hôm nay để chinh phục những đỉnh cao mới.